Hello everyone, this is Miss Ngọc again from Miss Hoa Juniors and welcome you guys back to our new lesson in our series today. Chào mừng tất cả các con, lại là cô Ngọc đây và chào mừng tất cả các con đến với dạng bài số 2 trong chuỗi các bài giảng tiếng Anh chuyên và cận chuyên của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vậy thì dạng bài số 2 của chúng ta sẽ đi tìm hiểu chủ đề nào nhỉ? Các con hãy cùng nhìn trên bảng cho cô nào. Ok, dạng bài số 2 của chúng ta đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn thành câu, đúng không nào? Vậy thì bao gồm những phần nào trong bài học này chúng ta sẽ cùng đi với nhau nhé. Ok, are you ready? Let's go! Rồi, nội dung bài học của chúng ta sẽ bao gồm 3 phần, đó là tìm hiểu về dạng bài. Thứ hai đó chính là chiến thuật và mẹo làm bài. Và số 3 chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào một ví dụ cho cô để biết được là ok, dạng bài này sẽ được đưa ra như thế nào trong đề thi của chúng ta nhé. Ok, complete the sentences by using in, on, or at. Alright? Call me, blah blah, 5 o'clock, blah blah, Thursday. Thì dạng bài này chính là dạng bài mà chúng ta cần tìm hiểu trong ngày hôm nay. Đó chính là dạng bài hoàn thành câu, chính xác rồi. Ok. Và tiếp theo chúng ta có một ví dụ như sau đây. Đó là đề bài người ta yêu cầu là write the correct form of the verbs, right? Your room, blah blah, be so messy. Okay, mom, I blah blah, clean tomorrow. Bạn nào có thể đoán cho cô được là xem dạng bài này thì liên quan đến chủ đề ngữ pháp nào nhỉ? Chính xác, bingo. Đây là dạng bài chia thì của động từ, okay? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hai dạng bài trong ngày hôm nay, đó chính là hoàn thành câu với giới từ và các thì của động từ trong một câu nhé. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang phần số 2 trong nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiến thuật và mẹo làm bài, đúng không các con? Ok, so now let's go. Vậy thì chiến thuật làm bài của chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu với cô Ngọc ngay sau đây nhé. Chiến thuật và mẹo làm bài của bài hoàn thành câu, đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hai dạng giới từ trong tiếng Anh. Vậy thì các con có thể đoán cho cô xem là hai dạng giới từ đó là gì không nhỉ? Chính xác. Và dạng đầu tiên của chúng ta đó chính là giới từ chỉ thời gian. Và giới từ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đó chính là giới từ in. Alright? Vậy thì giới từ in đứng ở vị trí cũng như là dùng ở chắc trường hợp nào trong một câu thì chúng ta sẽ cùng xem ngay sau đây nhé. Dạng trường hợp đầu tiên đó chính là đứng trước các từ chỉ năm. Ok, ví dụ như chúng ta có in 1980, in 1897, or in 2000, right? Và trường hợp số 2 đó chính là đứng trước các từ chỉ về tháng, chính xác rồi. Ví dụ như chúng ta có in June, or in February, or in December, right? Rồi, và trường hợp số 3 của chúng ta đó chính là đứng trước những từ chỉ mùa. Ok, các con có thể cho cô biết có bao nhiêu mùa trong một năm không nhỉ? Bingo! 4 seasons in a year, right? So, we have an example. In summer, in spring, and in winter. Ok? Và mùa hè này, mùa xuân và mùa đông, chính xác. Và trường hợp số 4, chúng ta cần sử dụng in để chỉ thời gian. Đó chính là đứng trước những từ chỉ về buổi sáng, chiều, tối, đúng không nào? Chúng ta có in the morning, in the afternoon, and in the evening, alright? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến các dạng tiếp theo nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ có chỉ một khoảng thời gian dài, đúng không nào? Ví dụ, chúng ta có in the ice age, vào thời đổ đá, đúng không các con? Tiếp theo, chúng ta có in the past, là trong quá khứ. Và một cụm từ nữa mà chúng ta rất hay gặp đó là in the future. Ok, và trường hợp tiếp theo nữa cũng là trường hợp cuối cùng của dạng giới từ in, right? In time, đúng giờ để kịp làm hành động khác. Ví dụ như chúng ta có they take him to the hospital in time. Và câu này chúng ta có thể hiểu rằng là họ đưa anh ấy đến bệnh viện kịp lúc. Ok, vậy thì đây là một cụm từ cố định nhá. Ok, rồi tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một loại giới từ tiếp theo, đó chính là giới từ on, right?
Vậy thì giới từ on đứng trước các từ nào và trong các trường hợp nào các con? Chúng ta sẽ cùng nhìn vào đây nhé. Đầu tiên đó là đứng trước thứ ngày trong tuần. Ví dụ như on Sunday, đúng không? Vào chủ nhật này, on Monday or on Tuesday, right? Và trường hợp số 2 của chúng ta đó chính là đứng trước ngày tháng, ngày lễ và những ngày đặc biệt, ok? Chúng ta có ví dụ như sau, on October 25th, right? Ngày 25 tháng 10. Và chúng ta có một ví dụ tiếp theo là on your birthday, on Christmas Day, ok? Vậy thì các con hãy chú ý cho cô từ on Christmas Day và cô sẽ giải mã một từ này trong phần tiếp theo nhé. Ok, ví dụ như chúng ta có the film was shown on time, ok? Bộ phim được chiếu đúng giờ, ok? Rồi, tiếp theo, chúng ta đã vừa tìm hiểu hai giới từ, đó chính là in và on. Và bây giờ chúng ta đến với giới từ cuối cùng, giới từ chỉ thời gian at, ok? Và chúng ta có các trường hợp như sau. Đầu tiên, dĩ nhiên là phải chỉ về giờ này và thời điểm cụ thể trong một ngày. Ví dụ như chúng ta có at 6:30 or at 6:30, at 10 o'clock, at noon, at night, at midnight, at sunrise, at dawn, right? Gì đây? Vào buổi trưa này, vào buổi tối này, vào thời điểm giữa ngày này, đúng không nào? Và trường hợp số 2 đó chính là chỉ cuối tuần, dịp lễ, kỳ nghỉ lễ đặc biệt, ok? Và chúng ta có at Christmas và at weekends. À, các con có thể nhìn thấy cụm từ at Christmas và trước đó chúng ta cũng nhìn thấy cụm từ on Christmas Day. Vậy thì sự khác biệt giữa hai từ này là gì? Thì cô Ngọc sẽ giúp các con phân biệt nhé. Đầu tiên, từ at Christmas là chỉ cả quá trình cái lễ hội đó diễn ra. Còn on Christmas Day đó là vào ngày chính của lễ Giáng sinh thôi, đúng không các con? Vậy thì chúng ta đã phân biệt được rồi nhá. Ok, để tránh nhầm lẫn thì các con có thể ghi chú vào cho cô nhé. Các con ơi, chúng ta đến với trường hợp số 3 nhé. Đó là chỉ giờ ăn trưa hoặc ăn tối. Ví dụ như chúng ta có at lunch time or at dinner time, right? Rồi, chúng ta đến với trường hợp số 4, đó là cụm từ cố định. Chúng ta có cụm từ at the moment, at present, and at last. À, các con có thể chú ý cho cô là at the moment và at present là hai từ mà chúng ta có thể dùng để phát hiện ra thì nào nhỉ? Bingo, đó chính là thì present continuous, thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Ok, rồi. Vậy thì các con ơi, chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu ba giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, đó là in, on and at. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập để áp dụng kiến thức mà chúng ta vừa học vào trong bài nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đọc đề bài cho cô. Write in, on or at, ok? Number one, the afternoon. The afternoon đó chính là buổi chiều. Và chúng ta có cụm từ chỉ cố định về các buổi trong ngày, đó chính là giới từ in. Good job, giới từ in. Vì vậy chúng ta sẽ có đáp án cho number one, đó chính là in the afternoon, ok? Number two, đây là một gì đấy? Một tháng trong một năm. Và một tháng trong một năm thì chúng ta cũng sử dụng giới từ in. Chính xác, good job. Và rồi các con ơi, chúng ta sẽ có câu số 3 như sau. Christmas Day là một ngày cụ thể, vậy chúng ta sẽ sử dụng giới từ đó là at Christmas Day, very good. Tiếp theo chúng ta có năm. Và năm thì dĩ nhiên là sẽ đi với giới từ in. Alright, in 1991, ok. Và chúng ta có câu hỏi number 5, Tuesday morning, vào sáng ngày thứ ba và buổi trong một ngày và có bao gồm thứ thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ đó là on Tuesday morning, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 6 nhé. À, chúng ta nhìn thấy the moment và cũng đã tìm hiểu với cô Ngọc đó là the moment đi với một giới từ cố định, thành một cụm từ cố định, đó là at the moment, ok? Number 7, Sunday, một thứ trong một tuần, đó chính là một thứ trong một tuần thì chúng ta sẽ sử dụng on Sunday, very good. Lunch time, gì đấy, giờ ăn trưa đúng không nào? Và giờ ăn trưa thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ at, ok? Number 9, the north, đây là chỉ phương hướng và chúng ta sẽ sử dụng giới từ at the north, ok? Và các con ơi, chúng ta sẽ làm câu cuối cùng nhá, London. Và đây là một thành phố đúng không nào? Mà một thành phố thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ đó chính là in, ok? Giới từ in. Rồi, cô Ngọc và các con đã cùng nhau làm bài tập liên quan đến giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu dạng giới từ tiếp theo, đó là giới từ chỉ nơi chốn đúng không nào? Rồi, đầu tiên chúng ta có giới từ in.
Vậy thì trong các trường hợp nào chúng ta sử dụng giới từ in với chức năng làm giới từ chỉ nơi chốn? Ok, vậy thì đầu tiên, trường hợp đầu tiên đó là in mang nghĩa ở trong. Ok, ví dụ như chúng ta có một cái hộp như này thì inside nó, đúng không? Và bên trong nó thì chúng ta sử dụng giới từ in. Ví dụ như chúng ta có in the dining room, in the box, in the desk. Ok, ở trong phòng ăn này, ở trong cái hộp này, hay là ở trong cái ngăn bàn chẳng hạn, đúng không? Và trường hợp số 2 đó chính là được dùng trước các thành phố, đất nước, miền cũng như là phương hướng. Ok, chúng ta có ví dụ là in London, in Paris, in Hanoi, in Vietnam. Ok, rồi và số 3 chúng ta có các cụm từ chỉ các cụm từ mang tính cố định. Ví dụ như chúng ta có in my opinion, theo quan điểm của cô thì. Ok, in blah blah weather. Ok, in the middle of blah blah blah, or in English. Ok, đó là những trường hợp mà chúng ta sẽ có các cái cụm từ cố định mà nó bất di bất dịch, chúng ta sẽ không thay đổi với các giới từ khác nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu giới từ on là một trong những giới từ chỉ nơi chốn khác nữa, đúng không nào? Ok, trường hợp đầu tiên đó là dùng để chỉ sự vật nào đó trên bề mặt. Ok, ví dụ như cô Ngọc có một cái hộp như sau, và trên bề mặt này thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ on. Cô đặt một cái bút lên chẳng hạn, đúng không nào? Thì cô sẽ nói là I put my pen on the box. Ok, rồi thì đó, chúng ta sẽ có put the book on the table là cũng là một ví dụ chúng ta có thể hiểu trong trường hợp này nhá. Đặt quyển sách lên trên mặt bàn. Ok, bề mặt phẳng, đúng không nào? Ok, number 2, dùng để chỉ một sự vật sự việc xuất hiện trên các thiết bị. Ví dụ như chúng ta có on television, on radio. Ok, và cả câu như sau, I saw the boy on the television. Ok, tôi đã nhìn thấy cậu bé này trên TV rồi đấy. Alright, rồi đó là hai tính từ chỉ nơi chốn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giới từ cuối cùng trong giới từ chỉ nơi chốn, đó là giới từ at. Ok, và at thì đứng ở trước các cái danh từ như thế nào thì các con sẽ cùng nhìn thấy cho cô nhé. Đầu tiên và cũng là duy nhất, đó chính là đứng trước những danh từ chỉ nơi chốn nhỏ, địa điểm mang tính cụ thể, đúng không nào? Ok, ví dụ như at home, at school, at the theater, at the seaside, at the airport, and at the station. Ở sân bay này, ở gì đấy, chạm xe này, ở gì đấy, ở trường học, ở nhà, đúng không nào? Ok, và các con ơi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhá. Ok, take up number 2, choose the correct answer. 1, I'll wait for you, the bus stop. Đây là chúng ta thấy gì đấy, danh từ chỉ nơi chốn ở đây đó là điểm dừng xe buýt. Và điểm dừng này nó cụ thể, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng giới từ là exactly, good job, đó chính là at. Rồi, giới từ at, at the bus stop. Ok, vậy thì các con ơi, chúng ta sẽ cùng nhau làm câu số 2 nhá. We can go to the market, blah blah food. Chúng ta đã học cụm từ này rồi, đúng không? Food đi với một giới từ và thành lập lên một cụm từ cố định, đó chính là on foot. Definitely, definitely, ok, on foot. Number 3, we arrive blah blah the airport in time for the plane. Ok, the airport là một địa điểm cụ thể và chúng ta vừa tìm hiểu trong phần trước xong, đó là đi với giới từ at. Ok, giới từ at the airport. Alright, number 4, the milk is blah blah the refrigerator next to the orange juice. Sữa thì làm sao đây? Ở đâu? Tủ lạnh thì có bên trong, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ đó là sữa thì ở bên trong tủ lạnh, next to, cạnh gì đấy, cốc nước cam, đúng không? Và giới từ ở trong tủ lạnh chúng ta sẽ sử dụng giới từ in. Ok, in. Exactly, number 5, the price of electricity is going up October. October ở đây là một giới từ chỉ về thời gian, và thời gian thì liên quan đến tháng, đúng không nào? Và chúng ta cũng đã học rồi các con nhỉ, đó chính là giới từ in, đúng rồi, in October. Very good. Ok, và các con ơi, cô Ngọc và các con đã cùng
cùng nhau đi tìm hiểu hai loại giới từ trong tiếng Anh, đó chính là giới từ chỉ thời gian và giới từ chỉ nơi chốn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang dạng ngữ pháp số 2 trong bài ngập ngày hôm nay, đó chính là thì quá khứ tiếp diễn, đúng không nào? Vậy thì thế nào là thì quá khứ tiếp diễn? Chúng ta đã học thì hiện tại tiếp diễn rồi đúng không? Vậy thì các con có thể hiểu là thì quá khứ tiếp diễn là thì mà diễn tả hành động sự việc đang xảy ra tại thời điểm cụ thể ở trong quá khứ. Vậy thì cấu trúc của thì này như thế nào? Thì các con hãy cùng nhìn lên mạng cho cô nào. Ok, đầu tiên chúng ta có dạng positive, đúng không nào? Dạng khẳng định sẽ có chủ ngữ cộng với was hoặc were và cộng với verb in. Alright? For example, we have my brothers were playing tennis at 11 a.m. yesterday. Ok? Và các con ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thể phủ định của thì quá khứ tiếp diễn nào. As cộng với was or were cộng với not và cộng với verb in. Ví dụ chúng ta sẽ có Sam was not doing his homework when I got home. Sam thì không đang làm bài tập về nhà của cậu bé khi mà tôi đi về nhà, đúng không nào? Và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thể số 3 trong thì quá khứ tiếp diễn, đó chính là thể nghi vấn, đúng không nào? Chúng ta có double question, always, were, go with, as, and verb in, right? Chúng ta có một ví dụ như sau. What was Sam doing when you got home? Sam thì đang làm gì khi mà bạn về nhà, ok? Rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 3 thể của thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh, đúng không nào? Và bây giờ các con ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn nhé. Đầu tiên, đó chính là diễn tả sự việc đang diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ. Ví dụ như chúng ta có câu như sau. At 9 o'clock last night, I was playing game. Vào 9 giờ tối ngày hôm qua, thì tối thì đang chơi game, đúng không nào? Và các con ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách dùng số 2, đó là diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. Ví dụ như cô Ngọc có câu như sau. I was doing my homework while my dad was cooking. Trong khi tớ đang làm bài tập về nhà thì bố của tớ đang nấu cơm. Rồi, trường hợp số 3 là diễn tả sự kiện nền ít quan trọng hơn trong một tình huống nào đó. Cô Ngọc có câu. It was raining, so my student decided to not go to school. Bởi vì trời thì đang mưa lúc đó, vì vậy mà học sinh của cô thì quyết định không đến trường. Hơi buồn nhỉ. Ok, number 4. Rồi, diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào. I was waiting for the bus when I saw an accident. Trong khi mà tớ đang đợi xe buýt thì tớ nhìn thấy một vụ tai nạn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn. Và đây cũng là phần rất quan trọng để chúng ta có thể phát hiện được ra là đây động từ này chúng ta sẽ phải chia thì quá khứ tiếp diễn nhé. Ok, đầu tiên chúng ta có at the moment, đó là tại thời điểm đó. At the time cộng với thời gian trong quá khứ. At cộng thời điểm trong quá khứ và lúc. Và trường hợp số 4 là when, khi. Thường dùng khi nói về hành động xen ngang. Và cuối cùng đó là while, trong khi. Thường dùng khi nói hai hành động xảy ra song song. Ok. Vậy thì các con sẽ cùng ghi lại cho cô phần này, bởi vì nó rất là quan trọng, đúng không nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô so sánh gì đấy? Hai thì, đó là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Và để so sánh hai thì này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào dấu hiệu nhận biết, đúng không nào? Đầu tiên, dấu hiệu nhận biết của thì present simple là thì gì các con nhỉ? Chính xác rồi, đó là thì hiện tại đơn. Và chúng ta có các dấu hiệu nhận biết như sau. Always, often, usually, frequently, sometimes, seldom, rarely, never. Và tiếp theo trường hợp số 2 đó là every day, every week, every month. Mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng. Và cuối cùng đó là once, twice, three times, a day, week. Ok? Thì đây là những dấu hiệu mà chúng ta có thể phát hiện để tìm ra loại từ mà chúng ta cần chia, đúng không nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng di chuyển sang present continuous, đó là thì hiện tại tiếp diễn, ok? Vậy thì dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn là các từ như sau. Đầu tiên chúng ta có now, right now, bây giờ và ngay bây giờ, đúng không nào? At the moment or at present. Và số 3 đó là look, listen or be quiet.
Và đây là dấu hiệu nhận biết của thí hiện tại tiếp diễn, chính xác. Vậy thì các con có thể ghi nhớ được những từ này để chúng ta có thể giải quyết được bài tập chia động từ đúng không nào? Và các con ơi, bây giờ cô Ngọc và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu loại thí tiếp theo trong tiếng Anh của chúng ta nhé. Và thí đó chính là thí hiện tại hoàn thành với ever, ok? Vậy thì ever có nghĩa là gì trong thí hiện tại hoàn thành các con nhỉ? À, có nghĩa là từng hoặc là đã từng, đúng không nào? Và vị trí của từ ever trong câu đó chính là đứng trước, đứng giữa, trợ động từ have, has và động từ chính. Rồi, và câu hiện tại hoàn thành với ever thì sử dụng trong các trường hợp nào? Các con sẽ cùng nhìn với cô ba trường hợp sau đây. Trường hợp đầu tiên đó là được dùng trong câu nghi vấn. Ví dụ như câu hỏi là have you ever eaten this kind of food? À, bạn đã từng ăn cái món ăn này bao giờ chưa? Đúng không nào? Và trường hợp số 2 đó là được dùng trong câu hỏi phủ định. Hasn't she ever got aboard? À, cô ấy đã bao giờ đi ra nước ngoài chưa? Ok. Và number 3 được dùng trong câu khẳng định với cấu trúc như sau. It or this is the first time. À, ví dụ như sau. This is the first time that I've ever met a beautiful girl. Đây là lần đầu tiên mà tớ lại bắt gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Ok. Và chúng ta có cấu trúc thứ hai sử dụng với ever, đó chính là nothing blah blah ever, nobody blah blah ever. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ cho trường hợp này như sau. Nobody has ever seen this animal. À, chưa ai nhìn thấy loài động vật này trước đây, đúng không nào? Ok, vậy thì cô Ngọc và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu loại tiếp theo, đó là hiện tại hoàn thành với never, ok? Vậy thì never có nghĩa là chưa từng hoặc là chưa bao giờ. Và vị trí của nó thì cũng giống như ever, đó là đứng trước động từ chính và đứng sau have, has, ok? Rồi, vậy thì trường hợp khi chúng ta cần dùng never đó chính là đừng chỉ sử dụng trong câu khẳng định thôi. Ví dụ như chúng ta có I've never watched a boring film as this one. Tôi chưa bao giờ mà xem một bộ phim nhàm chán như thế này cả. Ok? Và lưu ý cho cô Ngọc đó chính là không sử dụng not với never trong cùng một câu nhé. Ok, rồi. Chúng ta sẽ cùng di chuyển sang phần tiếp theo, đó là hiện tại hoàn thành với yet, just and already. Ok? Vậy thì yet có nghĩa là chưa và vẫn chưa. Và từ này thì thường đứng cuối câu phủ định hoặc nghi vấn. Chú ý, yet không đứng trong câu khẳng định. Và chúng ta có ví dụ như has you done with your project yet? Bạn đã hoàn thành xong cái dự án của mình chưa nhỉ? Ok? Number 2, she hasn't got any response from him yet. Cô ấy chưa nhận được bất cứ cái phản hồi nào từ anh đấy cả. Alright? Ok, các con ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang từ tiếp theo, đó là just. Và just thì mang nghĩa là vừa mới, chỉ hành động mới xảy ra gần đây. Và dùng trong câu khẳng định, nghi vấn. Và vị trí của nó cũng đứng giữa have, has và động từ phân từ 2. Ok? Ví dụ chúng ta sẽ có I have just ordered a birthday cake. Tớ thì vừa mới đặt một cái bánh sinh nhật, đúng không nào? Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu dạng hiện tại hoàn thành với từ already, ok? Và nghĩa là thể hiện đã hoặc đã rồi, cái gì đó đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Và các con ơi, already thì dùng trong câu khẳng định nghi vấn đứng giữa have, has và động từ phân từ 2 hoặc đứng cuối câu để nhấn mạnh, ok? Và chúng ta có một ví dụ là I have already finished my dinner. À, tớ thì vừa hoàn thành hoặc là nấu xong bữa tối rồi đấy, ok? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những trường hợp rất phổ biến, đó là hiện tại hoàn thành với seen và for. À, chúng ta sẽ học cách để phân biệt hai từ này, bởi vì trong bài tập của chúng ta thường thường sẽ xuất hiện dạng bài này các con nhé. Rồi, đầu tiên là seen, thì seen sẽ cộng với một mốc thời gian kể từ khi, ok? Và seen cũng có thể cộng với một clause, là một mệnh đề bao gồm chủ ngữ và động từ. Chúng ta có ví dụ như sau. Since he retired, he's been back to the office a few times. Từ khi mà ông ấy nghỉ hưu thì ông có quay lại văn phòng một vài lần, ok?
Và ví dụ thứ hai của chúng ta đó chính là they have been at the hotel since last Tuesday. À, họ đã ở khách sạn từ thứ ba tuần trước cơ. Ok? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là for thì sử dụng như thế nào trong thì hiện tại hoàn thành. Ok? For thì sẽ cộng với một khoảng thời gian, trong khi đó since thì sẽ cộng với một mốc thời gian. Alright? Và có nghĩa là được bao lâu. Và ví dụ của chúng ta như sau, they have been at the hotel for a week. Ok? Họ đã ở khách sạn được một tuần rồi. Và for ở đây sẽ cộng với a week, một khoảng thời gian nhất định, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có ví dụ I haven't played tennis for a long time. Lâu rồi tớ không chơi quần vợt, đúng không? Ok, một thời gian dài rồi đấy. Vậy thì các con ơi, chúng ta đã cùng nhau vừa tìm hiểu sự khác biệt giữa since và for. Since thì cộng với một mốc thời gian, ví dụ như since he retired, từ khi ông ấy nghỉ hưu này, hay là since 1991, từ năm 1991 này. Và trái lại thì for sẽ cộng với một gì đấy, một khoảng thời gian nhất định, kéo dài trong bao lâu, ví dụ như a week, a month or a year, right? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhá. Choose the best answers, alright? How much milk you often drink for dinner? Rồi các con sẽ cùng tìm hiểu cho cô xem là đây là thì nào trong tiếng Anh nào. Bingo, đúng rồi, chúng ta nhìn thấy từ often là thường xuyên. Vì vậy, nó là thì simple tense, thì hiện tại đơn. Và hiện tại đơn thì chúng ta sẽ sử dụng do, chính xác, sử dụng do, bởi vì ở đây chúng ta có you. Và you thì đi với trợ động từ là do. Ok. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2. My parents blah blah in the living room. They blah blah TV at the moment. Ok. Thì chúng ta sẽ có my parents đang làm gì ở trong phòng khách nhỉ? Và họ thì xem TV ở thời điểm hiện tại. At the moment là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn, đúng không nào? Vì vậy chúng ta có thể loại bỏ hai đáp án là C và D. Bởi vì watch ở đây là đang ở thì quá khứ đơn. Và chúng ta sẽ so sánh xem là E watching và A watching. Thì they ở đây sẽ go với E or R? Yes, of course, go with R. Đúng rồi, they ở đây phải đi với động từ to be là R. Và chúng ta có đáp án cho câu này chính xác là B. Ok. My parents are in the living room. They are watching TV at the moment. Ok. Number 3. My cousins blah blah to New York 2 years ago. I blah blah her 5 times since then. Các con sẽ cùng đoán đáp án cho cô nhá. Rồi, bây giờ cô Ngọc sẽ đưa đáp án như sau. 2 years ago, đó là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Vì vậy, đầu tiên trong câu này chúng ta phải xét xem động từ nào trong 4 đáp án này là động từ ở dạng quá khứ đơn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy moved và moved là A and B. Chúng ta loại bỏ đáp án C và D. Tiếp theo chúng ta xét sang trường hợp số 2. Đó là I have 5 times seen then. Seen là dấu hiệu nhận biết của thì. Yes, right. Hiện tại hoàn thành, đúng không các con? Và hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ đi với has visited. Ok. Và đáp án cuối cùng của cô Ngọc cho các con đó chính là move, have visited. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm câu cuối cùng. We blah blah a present for Ron last night because we blah blah to his birthday party tomorrow. À, có bạn nào đoán cho cô được là chúng ta đang nhìn thấy dấu hiệu nhận biết của thì gì không? Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy last night và tomorrow. Last night là thì quá khứ đơn và tomorrow là thì tương lai đơn. Vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là what và are going to come, ok? Rồi các con ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm dạng bài của checkup number 4. Đó chính là circle the correct word. Number 1, he has usually or already watched this movie. À, các con có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có has và watch. Đó là ở dạng động từ của thì hiện tại hoàn thành. Và hiện tại hoàn thành thì chúng ta có đi với usually không? Tất nhiên là không rồi, đúng không các con? Vì vậy đáp án của câu này sẽ là already, ok? Anh ấy đã từng xem cái phim này rồi. Ok. Number 2. Have you just now or now brushed your teeth?
Just and now là hai sự lựa chọn của chúng ta mà chúng ta cũng nhìn thấy have và brush, đúng không nào? Và khi mà một từ đứng ở giữa have và brush thì có sử dụng now không? Tất nhiên là không, đúng không các con? Và đáp án của chúng ta cuối cùng sẽ là have you just brushed your teeth, okay? Number 3, he has studied English since or for 2 years. Chúng ta có nhìn thấy là chúng ta đang cần phân biệt since và for, đúng không nào? Và since và for, since thì sẽ đi với một mốc thời gian này, và for thì đi với khoảng thời gian. Thì các con có thể đoán cho cô 2 years là một khoảng thời gian hay một mốc thời gian nhỉ? Bingo, đó chính là một khoảng thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng for trong câu này nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu số 4. I watch TV 30 minutes ago or last. Rồi, từ cuối cùng mà chúng ta có thể đặt trong một câu với trường hợp này đó chính là ago, ok? Và last thì chúng ta sẽ phải có một từ khác đằng sau last, đó là last night, last year, last month, right? Và ok, the answer for this one is ago. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 2. Exercise number 2, write the correct form of the verb, ok? Rồi các con có thể nhìn thấy cho câu này chúng ta có ever là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Vì vậy chúng ta sẽ chia là gì đấy? Have, has cộng với chủ ngữ cộng với ever và verb chuyển về verb phân từ thứ hai. Vì vậy chúng ta sẽ có câu như sau. Have you ever seen a lion? Ok? Và câu hỏi đang ở thì hiện tại hoàn thành. Thì dĩ nhiên câu trả lời của chúng ta cũng sẽ là I haven't seen it. Ok? I haven't seen it. Ok? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm câu số 2. The floor, blah blah, very clean now because I, blah blah, just wash it. Now là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành. Thế nhưng mà chúng ta không thể nói sàn nhà đang sạch được mà là sàn nhà sạch thôi, đúng không? Rồi, và tiếp theo, bởi vì, sao đây? Just là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Vì vậy chúng ta sẽ chia câu đầu vế đầu tiên ở thì hiện tại đơn và vế thứ hai ở thì hiện tại hoàn thành nhé. Rồi chúng ta sẽ có the floor is very clean because I have just washed it. Ok? Và câu đó bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm câu số 3 này. I blah blah not meet my classmates since we blah blah leave school. Ok? Và chúng ta có thể nhìn thấy since là dấu hiệu nhận biết của thì. Chính xác, hiện tại hoàn thành, present perfect. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chia ở dạng have, has cộng với verb phân từ 2. Và hơn thế nữa, chúng ta có not thì nó sẽ phải ở dạng phủ định của hiện tại hoàn thành. Thế thì chúng ta sẽ chia dạng từ gì đằng sau since? Thì cô Ngọc nhắc các con một mẹo, đó là đằng sau since động từ luôn luôn để dạng quá khứ đơn. Ok? Và chúng ta có thể hoàn thành câu này như sau. I haven't met my classmate since we left school. Ok? Since we left school. Và các con ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang phần thực hành để xem là chúng ta có áp dụng được những lý thuyết mà cô Ngọc và các con cùng tìm hiểu vào trong bài tập không nhá. Rồi, và đề thi này chúng ta được trích ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành cũng như là ở trường Amsterdam, right? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm câu đầu tiên nhé. Number 1, it often rains heavily throughout the summer. Summer là một mùa trong năm, đúng không nào? Chỉ về thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ đi với giới từ nào mà chỉ mùa trong năm ở các con? Đúng chính xác. Đó chính là giới từ in summer, okay? Number 2, Nguyễn Tất Thành School was founded blah blah July 4th, 1998. Chúng ta có ngày, tháng và năm. Thì chúng ta sẽ đi với giới từ, đó chính là giới từ on, ok? Nhớ cho cô nhá, giới từ on sẽ đi với ngày, tháng và năm, ok? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm câu số 3 này. They haven't seen each other blah blah Christmas. Và trong trường hợp này, chúng ta không sử dụng at, chúng ta cũng không sử dụng on được. Bởi vì sao? Chúng ta nhìn này, nghĩa của câu này đó chính là họ chưa gặp nhau từ Giáng sinh, ok? Từ Giáng sinh có nghĩa là chúng ta đang chỉ đến một mốc thời gian trong thì hiện tại hoàn thành,
Chính xác, chúng ta sẽ sử dụng seen, okay? Seen Christmas. Number 4, my classroom is the second floor. À, khi chúng ta chỉ tầng, số thứ tự tầng thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ on cho cô Ngọc nhé. Đó chính là on the second floor. Number 5, I'm going to visit my uncle in London. Blah blah, September 22nd. À, chúng ta có September và 22nd. Đó chính là ngày và tháng. Và ngày với tháng thì chúng ta sẽ cũng sẽ đi với giới từ là on. Ok? On cho ngày tháng và on cũng cho ngày tháng. Ngày tháng năm luôn, các con chú ý nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sẽ chuyển sang bài số 2. Ok? Cũng là bài cuối cùng trong bài tập của chúng ta ngày hôm nay. Đó là choose the best answer to complete the sentence. Alright? Number 1. We love the friends for 5 years. For 5 years, đó là một khoảng thời gian. Và for là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Đúng rồi, chính xác. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chia động từ ở dạng hiện tại hoàn thành nhé. Và chúng ta có has been và have been. Và we thì sẽ đi với have. So the answer for this one would be have been. Number 2, in her dream, she blah blah over the sea and waved to the people on boat below. À, trong giấc mơ của cô ấy thì cô ấy làm sao đây? Qua biển này và vẫy tay với mọi người trên tàu. Ok? Và động từ cho thì này sẽ phải là động từ ở quá khứ đơn. Bởi vì các con có thể nhìn thấy and là một từ kết nối hai động từ song song với nhau. Ví dụ chúng ta nhìn thấy từ wave đang ở quá khứ đơn. Thì đối chiếu lại, ở đây động từ cũng sẽ phải ở quá khứ đơn các con nhé. Chú ý, and sẽ kết nối hai dạng thì, hai dạng động từ tương đương với nhau, ok? Vì vậy chúng ta sẽ có động từ ở dạng quá khứ đơn cho từ fly, đó là từ flew, ok? Flew. Number 3, she blah blah doing aerobics now. Now thì rất là đơn giản, các con có thể hiểu nó là đang thì present continuous, vì vậy chúng ta sẽ có she is doing aerobics now. Number 4, I blah blah her seen I blah blah a student. Seen như cô đã chia sẻ với các con đúng không nào? Đằng sau seen chúng ta sẽ chia ở quá khứ đơn và đằng trước seen sẽ là hiện tại hoàn thành. Vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là have known and was. Ok? Vậy thì các con ơi, cô Ngọc và các con cũng đã tìm hiểu hết lý thuyết cũng như là thực hành một số bài liên quan đến dạng bài này rồi đúng không nào? Và các con ở nhà hãy thực hành thật nhiều để chúng ta tự tin hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới nhé. So that is the end of our lesson today. Thank you very much for watching and see you soon in the next lesson. Bye bye!